Mà cái máy bay kiểu gì mà không bay trên trời lại đi ở dưới đất thế này? Máy bay của tớ đang đi trên đường băng, chưa có cơ hội bay lên trời. Đúng là cái máy bay đâu không bay ở trên trời mà cứ đi ở dưới đường. Không cẩn thận cái máy múc nó bổ cho cái bây giờ, nó bổ cho cái bây giờ đây này. Đừng có phải máy múc của bạn nhiều sắt mà nó hơi hoang nhá. Có giỏi thì bạn đi với tớ đây này. Thì cái gì cơ? Thì xem nào, đồ chơi của ai giỏi hơn. Ui giời ơi, rõ ràng là cái gầu múc này nó có cái tay này, nó bổ cho cái thì cái máy bay kia còn nguyên chắc. Thôi đi, bạn không cần phải nói nhiều lắm. Thôi đi chơi cho sợ mẹ chắc. Chơi luôn. Bạn đi, xoay đi, xoay đi, xoay đi. Tấn công đi. Xoay đi, xoay đi. Tấn công đi. Bỏ đi máy xúc ơi. Tớ chấp bạn tù đây, chả qua tớ giả vờ thua thôi. Ôi trời ơi, nhận thua rồi. Chơi xong ván này rồi, bọn mình nghỉ giải lao tí đi. Không, đang thi đấu mà. Thi tiếp đi bạn ơi. Tèn tèn tèn, tớ có gói kẹo đây này. Kẹo này là kẹo Doraemon này. Đây này, Doraemon. Ồ, có hình trái em kìa. Đúng rồi đấy, mà tớ có muốn ăn không? Kẹo này rất ngon nhá. Ăn vào còn có thể biến hình được nữa cơ. Cái gì biến hình nhá? Lại biến thành chay ăn đó cơ. Xịn thế cơ. Ăn đi bạn ơi, ăn đi ăn đi. Bạn tụt đúng là cái đồ ham ăn được rồi. Tớ bóc ra cho bạn ăn nhá. Xem là cái gì nào. Tớ tò mò nó như thế nào ấy. Ê. Bên trong này cái gì? Đây này. À kiểu bim bim này. Bim kiểu... bim hình như cái con cá này. Ồ ngon đấy. Ăn giòn tan luôn. Ừ, ngon đấy nhỉ. Giòn giòn thơm thơm mà nói em. Để yên, tớ ăn một miếng thật to xem là biến thành hình gì nào. Bạn tụt đây, tớ biến thành con gì rồi? Ở trên đầu của bạn có hai cái sừng dựng đứng lên. À, hai cái sừng, thế thì là con trâu đúng không? Nhưng mà ở má lại có mấy cái chấm chấm. Má chấm chấm à? Thế là con báo đốm à? Không phải đâu, trông vẫn giống mặt người đó bạn ơi. Giống mặt người á? Ừ. Mặt người mà có sừng. Không phải sừng đâu mà là cái búi tóc bạn hòe à? Búi tóc à? Búi tóc lại dừng đứng lên á? Ừ. Here we go. Thế còn cái mặt tớ còn có những gì không? Ở mũi có một cái băng dán. Băng dán á? Tớ đi nâng mũi à? Ui, có cái búi tóc ở trên đầu, đầu tớ cứ lắc lư thế này này bạn tụt ơi. Trông buồn cười đó bạn ơi. Ừ, thế bạn tụt thử ăn xem là bạn biến thành con gì? Được rồi, tớ cũng thử ăn một miếng thật là to xem nào. Ngon quá bạn ơi. Như kiểu đeo kính râm ấy, tớ không nhìn thấy gì bạn Huệ ơi. Ôi, bạn Tuấn ơi, tớ nhìn thấy có cái súng ở trên đầu bạn kia, nó còn xoay xoay cơ. Ui, súng lại xoay ở trên đầu cơ. Ừ. Cẩn thận bị bắn đấy nha bạn Huệ nhá. Ôi, nhưng mà nó hướng về phía đằng kia cơ. Nhưng mà cái mặt lạ mà tớ đeo ấy, nó là cái gì thế này tớ nhìn không rõ. Nó màu đỏ đỏ bạn Tuấn ạ, có cái súng trên đầu. Là mặt nạ của cái gì đây nhở? Hình như là của siêu nhân đấy. Ô, mặt nạ siêu nhân à? Thế tớ biến thành siêu nhân à? Ừ, đúng rồi. Ôi trời ơi, đỡ hết rồi bạn Tụt ơi. Bạn cứ mãi nhìn tớ làm cái gì, bạn cầm cái gói bim bim mà cứ không chặt nữa. Thế là hết cái trò để chơi rồi, bọn mình không có trò gì chơi rồi. Thôi, lại ra chơi xe tiếp đi. Ôi, bạn Tụt ơi, tớ thấy ở cái gốc cây này có cái gì đây này. Đây này. Cái gì nhỉ? Khẩu súng bạn Tụt ơi. Ô, một khẩu súng gắn này. Ừ, ở trên cây này. Súng hai lòng và có cả đạn luôn đây này bạn Hoài ơi. Ôi, mới toanh luôn này. Ôi, chưa khui luôn. Ừ. Có bạn nhỏ nào không thích cái món đồ chơi này bố mẹ mua cho xong rồi lại treo lên cái cây cọ ở đây à? Thôi, thôi bọn mình thử khui ra xem cái món đồ chơi này như nào này. Ở đây có giá này. Có giá 130.000 này. Ở đây là 130.000 các bạn nha. Rồi, chúng ta khui món đồ chơi mới xem nào. Khui xem là cái súng này nó như thế nào. Mình thấy có hai lòng này các bạn ơi. Có cả đạn nữa. Hồi hộp quá. Đây có chữ shoot up game. Shop bullet. Khẩu súng hai lòng luôn các bạn ơi. Có cả ống nhòm ở trên này. Tớ tưởng cái này là cái đèn pin cơ. Súng này là bắn hơi bạn nhá. Có hẳn hai lòng và đây có cả một túi đạn này. Cơ thử bóc túi đạn ra xem nào. Đây. Đạn này nhiều màu sắc này. Để những viên bi. Chúng ta sẽ đút đạn vào đây nha các bạn ơi. Đấy. Ơ,
này, đút vào đây hả bạn Tuấn ơi? Đút đầu này nha. Các bạn ơi nhìn kỹ mà nhá, đút vào đầu này nha. Đây, mình sẽ thử nào. Đấy, phải cho lên đầu này, bơm. Ôi. Bạn mẹ ơi, tớ thử bắn vào cái cửa này nha. Ok, bạn bắn đi. Nào, một, ui. Tiếp nào. Ui. Ra. Yeah. Bắn thích đấy bạn mẹ ơi. Tiếp này. Nhìn bạn tôi bắn thích quá, tớ cũng phải thử bắn mới được. Bắn sướng lắm bạn mẹ ơi. Ui ôi. Lấy đạn này, lấy đạn như này này các bạn ơi. Ui ôi, đạn này các bạn ơi. Ấy, úi dồi ôi, đạn này. Tiếp đây nào, bạn Tuấn hãy xem tao bắn đây. Bùm. Ui, những cái viên đạn xốp này bắn ra không đau đâu, nhưng mà nó có cái tiếng nổ khá là hay ấy các bạn ạ. Rồi. Nghe mùi tai lắm các bạn ơi. Xong chúng ta lại nạp đạn vào đây nhá. Đấy, trong này vẫn còn nhiều đạn lắm các bạn ơi. Mọi người thử nạp cho các bạn xem nào. Súng này nạp được nhiều đạn lắm. Here we go. Đấy, mình chỉ cần đút vào đây thôi. Mình đút vào chỗ này và đến lúc mình cũng bắn ra chỗ này này các bạn ơi, hay lắm này. Cái đầu dưới này sẽ có một cái van để giữ hơi nhá các bạn nha. Nó đẩy hơi ra và bắn cái viên đạn xốp này ra ngoài. Đây là ống nhòm này. Đấy. Cái khẩu súng này hay như thế này á, tớ phải cầm đi ra ngoài đường, tớ gặp ai tớ cũng phải khoe là tớ mới tìm được khẩu súng mới được. Trông thật là ngầu bạn hãy ơi. Đấy, tớ có khẩu súng mới đây này. Đấy, các bạn nhỏ đã có khẩu súng như này chưa? Ơi. Phía trước kia hình như là con yêu quái đầu loa này. Hôm trước tớ mới bắn nó xong mà bây giờ nó vẫn còn ngang nhiên đi ngoài đường đi kìa. Tung tăng đấy kia. Không sợ trời, không sợ đất. Bạn Tuấn ơi, nhân tiện bọn mình có khẩu súng như thế này, bạn Tuấn phải cầm cái khẩu súng này ra tiêu diệt nó thôi. À, tớ phải ra tớ dạy nó một bài học mới được, không thể cho nó hoành hoang thế này được. Chúng ta đi thế nào? Ôi, đây rồi, bạn Huệ ơi, nó ở trước mặt đây này. Ồ, bạn Huệ đâu rồi? Bạn Huệ cứ những cái lúc nguy hiểm thế này, bạn ấy lại chạy trốn các bạn ơi. Được rồi, kể cả là có một mình ta thì ta cũng phải xử lý cái con yêu quái đầu loa này ngươi. Nhà ngươi cứ ngoan như thế này à. Ôi dồi ôi, lại còn định đá ta. Không được rồi, phải dạy ngay thôi. Ôi dồi ôi, phải bắn lên thanh thôi. Yeah, chiến thắng rồi bạn ơi, không cần phải chú ý đâu. Ra đây, ra đây. Chiến thắng được cái con yêu quái đầu loa, nó văng hai cái con vật này ra đây này. Con gì này? Đây là một bạn rùa này. Ui, vừa đây văng mạnh quá nó bị vỡ một cái mũ rồi này. Ui trời, ôi sắt mấy cái mũ của bạn rùa đẹp trai rồi. Về nhà phải sắm cho bạn đây một cái mũ mới mới được. Ôi, đây là một bạn gà này. Ôi, bạn gà này có đi được không nhỉ? Bạn gà có quẫn à? Khám bệnh cho bạn này nhá. Bạn gà ơi, đi cho mình xem nào. Ấy. Ô các bạn ơi, bạn gà này cứ tạch đi được này. Ô. Hay thật đấy, thế bạn rùa là không đi được à? À, bạn rùa chắc là yếu rồi, về nhà phải khám lại thôi.